Bạn đang đến với kênh YouTube Báo Việt Nam Net. Hãy cùng chúng tôi điểm qua những tin chính đáng chú ý. Theo tờ The National của UAE, ngày 23 tháng 9, Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov đã cho rằng các cuộc tấn công của Israel nhằm vào Hezbollah ở Liban là kích động leo thang căng thẳng nhằm thúc đẩy sự can thiệp quân sự của Mỹ vào khu vực. Cụ thể, trong một cuộc phỏng vấn với Sky News Arabia, ông Lavrov cảnh báo rằng một số thế lực đang cố gắng đẩy tình hình leo thang đến mức tối đa để kéo Mỹ tham gia trực tiếp vào cuộc xung đột. Cuộc không kích của Israel mới đây ở ngoại ô phía nam Dahiye của Beirut đã gây thiệt hại nặng nề với ít nhất 45 người thiệt mạng, bao gồm một chỉ huy cấp cao của Hezbollah. Cuộc tấn công này diễn ra sau vụ nổ liên quan đến các thiết bị liên lạc của Hezbollah mà Israel bị cáo buộc là đứng sau. Ông Lavrov cho rằng Hezbollah đang thể hiện sự kiềm chế mặc dù họ có tiềm lực để phản ứng mạnh mẽ hơn. Nhưng những nỗ lực này chỉ nhằm khiêu khích lực lượng Hezbollah, từ đó khiến sự can thiệp quân sự của Mỹ trở thành điều không thể tránh khỏi. Ông Lavrov nói, tôi tin rằng Hezbollah đang hành xử một cách kiềm chế. Xét đến khả năng mà họ sở hữu, có thế lực muốn khiêu khích họ với cùng mục đích là khiến sự can thiệp của Mỹ vào cuộc chiến là điều không thể tránh khỏi. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Nga không trực tiếp nêu tên Israel. Nga có mối quan hệ chặt chẽ với Iran, quốc gia ủng hộ cả Hamas và Hezbollah, những nhóm dân quân đang chiến đấu chống lại Israel. Ông Lavrov cũng đề cập đến vụ ám sát thủ lĩnh Hamas Ismail Haniyeh tại Tehran vào tháng 7 vừa qua, khẳng định rằng vụ việc này cũng nhằm mục tiêu đẩy Washington vào cuộc chiến. Bên cạnh đó, Nga đã nhiều lần phản đối hành động quân sự của Israel ở Gaza. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ví hành động của Israel với cuộc bao vây Leningrad của Đức Quốc xã trong Thế chiến thứ hai. Nga tiếp tục nhấn mạnh tầm quan trọng của giải pháp hai nhà nước, trong đó Israel và Palestine sẽ cùng tồn tại như những người hàng xóm tốt. Nhưng chỉ khi giải pháp này đảm bảo an ninh cho cả hai bên mà không gây nguy hiểm cho an ninh của bên khác. Tình hình căng thẳng giữa Israel và Hezbollah đã leo thang kể từ khi cuộc chiến ở Gaza bắt đầu vào tháng 10 năm ngoái, với các cuộc đụng độ gần như diễn ra hàng ngày. Hezbollah đã tiến hành các cuộc tấn công nhằm ủng hộ Hamas. Nhóm đã thực hiện cuộc đột kích lớn vào miền nam Israel vào ngày 7 tháng 10 năm 2023, gây thiệt hại nặng nề. Hơn một năm sau, với phần lớn Gaza bị tàn phá và số lượng thương vong ngày càng tăng, trong khi lo ngại về một cuộc chiến tranh toàn diện ở Liban tiếp tục gia tăng. Để tránh leo thang thêm, ông Lavrov kêu gọi một lệnh ngừng bắn hoàn toàn và lâu dài ở Gaza, đồng thời khẳng định sự cần thiết của việc thành lập một nhà nước Palestine độc lập để chấm dứt vòng xoáy bạo lực ở Trung Đông. Ông Lavrov cảnh báo rằng nếu không có giải pháp này, bạo lực sẽ tiếp tục bùng phát, đẩy khu vực vào những cuộc xung đột không hồi kết. Cũng trong cuộc phỏng vấn trên, ông Lavrov đã nhấn mạnh mối quan hệ tốt đẹp giữa Nga và các quốc gia Ả Rập, đặc biệt là 6 quốc gia vùng vịnh. Ông đánh giá cao sự hợp tác giữa Nga và các nước như UAE, Ả Rập Xê Út và Qatar. Sau đó, các quốc gia này đã đóng vai trò quan trọng trong việc làm trung gian cho các thỏa thuận trao đổi tù nhân giữa Nga và Ukraine. Ngoại trưởng Lavrov bày tỏ sự ủng hộ đối với quá trình bình thường hóa quan hệ giữa Ả Rập Xê Út và Iran, cho rằng điều này sẽ bảo vệ lợi ích của cả hai quốc gia cũng như khu vực rộng lớn hơn. Về mối quan hệ giữa Nga và Iran, ông Lavrov khẳng định quan hệ này dựa trên khuôn khổ luật pháp quốc tế, bác bỏ những cáo buộc rằng Iran đang cung cấp vũ khí cho Nga trong cuộc chiến ở Ukraine. Tối ngày 23 tháng 9, quân đội Israel cho biết các cuộc không kích ở Liban đã nhắm trúng hơn 1.300 mục tiêu của phong trào Hezbollah trong 24 giờ qua. Thông tin trên do người phát ngôn lực lượng phòng vệ Israel IDF, chuẩn đô đốc Daniel Hagari cho biết trong một cuộc họp báo. Theo hãng tin AFP, một tuyên bố trước đó của quân đội Israel nêu rõ các mục tiêu bao gồm các tòa nhà, phương tiện và cơ sở hạ tầng, nơi đặt tên lửa, đạn đạo, bệ phóng và máy bay không người lái gây đe dọa. Trước đó cùng ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant cho biết, trong ngày hôm nay, chúng tôi đã vô hiệu hóa hàng chục nghìn tên lửa và đạn dược chính xác. Đây là tuần lễ khó khăn nhất đối với Hezbollah kể từ khi thành lập. Kết quả đã nói lên tất cả. Hãng tin AP cập nhật thống kê tạm thời của Bộ Y tế Liban cho biết, các cuộc tấn công của IDF vào miền nam Liban ngày 23 tháng 9 đã khiến ít nhất 492 người thiệt mạng và hơn 1.600 người bị thương. Đây là số người thiệt mạng hàng ngày cao nhất trong gần một năm xảy ra xung đột xuyên biên giới. Phát biểu trong cuộc họp với các tướng lĩnh quân đội tại Tổng hành dinh IDF ở Tel Aviv sau vụ không kích lớn nhất trên, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố quốc gia này sẽ thay đổi cán cân quân sự tại khu vực biên giới phía Bắc. Ông Netanyahu nhấn mạnh, tôi muốn làm rõ chính sách của Israel. Chúng tôi không chờ đợi bị tấn công, chúng tôi dự đoán nó. Những kẻ tìm cách hại chúng tôi sẽ khiến họ thiệt hại lớn hơn. Tôi cam kết chúng tôi sẽ thay đổi cán cân an ninh, cán cân quân sự tại phía Bắc. Giao tranh biên giới giữa Israel và phong trào Hezbollah tại Liban đã kéo dài gần một năm, ngay sau khi nổ ra cuộc chiến tại giải Gaza vào tháng 10 năm 2023. Cũng trong ngày 23 tháng 9,
Thủ tướng Liban Najib Makati đã lên án kế hoạch hủy diệt của Israel, đồng thời kêu gọi Liên Hợp Quốc, Đại hội đồng và các nước có ảnh hưởng ngăn chặn hành động này của Israel. Trước đó vào đêm ngày 21 tháng 9, một loạt các cuộc tấn công diễn ra sau một tuần bạo lực, trong đó các thiết bị không dây phát nổ và các cuộc không kích của Israel làm dấy lên lo ngại về một cuộc xung đột khu vực gia tăng nhanh chóng. Hãng thông tấn nhà nước Liban đưa tin về cuộc ném bom diện rộng ở miền nam nước này, nói rằng đã có hơn 50 cuộc không kích chỉ trong 40 phút. Trước đó, quân đội Israel cho biết họ đã tấn công 180 mục tiêu ở miền nam Liban trong một giờ. Chuẩn đô đốc Daniel Hagari, phát ngôn viên quân đội, nói với các phóng viên rằng máy bay chiến đấu của Israel đang tấn công rộng rãi trong khu vực. Các cuộc ném bom của Israel nặng nề hơn nhiều so với giao tranh vào năm ngoái, diễn ra khi quân đội Israel ra lệnh hạn chế mới đối với việc tụ tập công cộng trên khắp miền Bắc Israel, chủ yếu ảnh hưởng đến các khu vực phía Bắc thành phố ven biển Haifa. Trong khi đó, chính quyền Liban tiếp tục tìm kiếm đống đổ nát sau cuộc tấn công của Israel nhắm vào các chỉ huy cấp cao của Hezbollah hôm 20 tháng 9 và san phẳng hai tòa nhà ở vùng ngoại ô Beirut. Bộ Y tế Liban cho biết, số người thiệt mạng đã tăng lên ít nhất 37 người, bao gồm 3 trẻ em. Bộ này cũng cho biết ít nhất 68 người khác đã bị thương. Nhóm Hezbollah đã xác định được những thành viên đã thiệt mạng trong cuộc tấn công, bao gồm cả thủ lĩnh lực lượng Rawan tinh nhuệ Ahmed Wanbi. Quân đội Israel cho biết họ đã loại bỏ các chỉ huy cấp cao của lực lượng Rawan, cáo buộc nhóm này có kế hoạch xâm nhập vào Israel giống như cuộc tấn công do Hamas cầm đầu ngày 7 tháng 10. Hôm 20 tháng 9, Hezbollah xác nhận sự ra đi của người sáng lập lực lượng Ibrahim Aqil, người giám sát các hoạt động chống lại Israel. Người này đã bị phía Hoa Kỳ truy nã vì có vai trò trong hai vụ đánh bom năm 1983 tại Beirut, khiến hơn 350 người thiệt mạng tại Đại sứ quán Hoa Kỳ và doanh trại thủy quân lục chiến Hoa Kỳ. Thưa quý vị, Bộ Quốc phòng Nga cho biết các máy bay chiến đấu của nước này đã tấn công điểm triển khai lực lượng Ukraine ở 19 khu định cư của tỉnh Kursk, Nga và 13 khu định cư của tỉnh Sumy, Ukraine. Cũng theo Bộ Quốc phòng Nga, máy bay, pháo binh, bộ binh Nga đã tấn công các khu vực triển khai quân đội và vũ khí Ukraine thuộc các lữ đoàn cơ giới 22, 41, 61 và 115, lữ đoàn xe tăng 17, lữ đoàn tấn công 80 và 95, lữ đoàn thủy quân lục chiến 36, lữ đoàn vệ binh quốc gia số 1, cũng như lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ 103 và 129 ở 19 khu định cư của tỉnh Kursk. Ngoài ra, lực lượng tên lửa và không quân chiến thuật của Nga cũng đã tấn công khu vực triển khai của các trung đoàn cơ giới 21, 22, 41, lữ đoàn tấn công 82, lữ đoàn vệ binh quốc gia số 1, các lữ đoàn phòng thủ 1004, 103, 110 và 116 của quân đội Ukraine gần 13 khu định cư ở tỉnh Sumy. Tỉnh Sumy thuộc Ukraine, giáp tỉnh Kursk thuộc Nga. Tại Kursk, cụm quân phía Bắc Nga đã đẩy lùi 7 cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào các khu định cư Mayavka, Malaya Lobnia và Boseya Obunhivka. Nhóm chiến đấu tiếp tục các hoạt động tấn công loại bỏ các đơn vị của Lữ đoàn cơ giới 22, 41, 115, Lữ đoàn xe tăng 17, Lữ đoàn tấn công 95, Lữ đoàn thủy quân lục chiến 36 và Lữ đoàn vệ binh quốc gia số 1 của quân đội Ukraine, cũng như Lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ 103 và 129 gần các khu định cư Lubimovka, Darieno, Novipod, Nikolaevo-Darieno, Tostilov, Malaya-Lobnia và Blekhovo. Với sự hỗ trợ của không quân và hỏa lực pháo binh, ba nỗ lực của quân đội Ukraine nhằm tấn công xuyên biên giới Nga hướng tới các khu định cư Novipod và Medvedzhai đã bị ngăn chặn. Bộ Quốc phòng Nga cho biết, trong ngày, Ukraine đã mất hơn 380 quân nhân và 11 xe chiến đấu ở Kursk, bao gồm 2 xe tăng và 9 xe bọc thép, cùng 3 hệ thống pháo binh, 1 trạm tác chiến điện tử, 1 xe giả phá bom mìn và 14 ô tô. Tổng thiệt hại của Ukraine ở Kursk đã vượt quá 16.000 quân nhân với 126 xe tăng, 57 xe chiến đấu bọc thép, 95 xe chở bộ binh bọc thép, 795 xe bọc thép, 492 ô tô, 124 hệ thống pháo, 29 hệ thống phóng loạt, 8 hệ thống HIMARS, 8 hệ thống phòng không, 31 trạm tác chiến điện tử, 7 trạm radar phản pháo, 2 trạm radar phòng không, 17 xe công binh, bao gồm 10 xe dọn chướng ngại vật và 1 xe giả phá bom mìn UR-77, cũng như 1 xe cứu hộ bọc thép. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết khoảng 40.000 binh sĩ Nga đã được triển khai đến mặt trận Kursk, biên giới Nga. Về tình hình ở tỉnh Kursk, chúng tôi đã lôi kéo được khoảng 40.000 quân Nga đến khu vực này.
các hoạt động tấn công của chúng tôi vẫn tiếp tục. Tất cả những điều này đều ảnh hưởng đến tình hình chung của cuộc xung đột. Tôi cảm ơn các lữ đoàn chiến đấu của chúng tôi vì lòng dũng cảm của họ. Ông Zelensky cũng lưu ý rằng một loạt các cuộc họp đã được tổ chức với lãnh đạo quân sự để định hình chương trình nghị sự cho các cuộc đàm phán với đối tác, đặc biệt là liên quan đến Donetsk. Lực lượng phòng thủ Ukraine đã có thể ngăn chặn khả năng tấn công của đối phương ở Donetsk. Tình hình vẫn cực kỳ khó khăn với các cuộc giao tranh dữ dội diễn ra trên mặt trận Kharkov và Poprov hàng ngày. Chính quyền Nga được cho là đã bắt giữ Vladimir Bely Novikov, chỉ huy của một đội tấn công từ lữ đoàn súng trường cơ giới số 110. Nguyên nhân vụ bắt giữ chưa được làm rõ. Tuy nhiên, có một số giả thiết đã được đặt ra. Trong đó có Monikov đã cố gắng ngăn chặn người Chechnya cung cấp ma túy cho quân đội. Một lý do khác cho rằng, việc phát triển trái phép hệ thống chống máy bay không người lái của ông đã dẫn đến hành động này. Và lý do thứ ba được cho là từ sự ra đi của những người điều khiển máy bay không người lái của Nga trong cuộc tấn công vào mặt trận Pokrovsk. Viện nghiên cứu chiến tranh ISVGF cho rằng, nữ diễn viên người Nga Yana Poplovskaya, nhiều blogger quân sự người Nga, bao gồm những người ủng hộ cựu sĩ quan Nga bị bắt Igor Kikin và kênh truyền thông Tuska Grad, đã đưa tin sớm nhất vào ngày 13 tháng 9 rằng chính quyền Nga đã bắt giữ một chỉ huy biệt đội tấn công của lữ đoàn súng trường cơ giới số 110 là Vladimir Novikov, được cho là Bely. Poplovskaya công bố một lời kêu gọi yêu cầu Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Andrei Belousov đưa Novikov trở lại tiền tuyến. Lưu ý rằng Novikov đã đóng vai trò quan trọng trong việc Nga chiếm giữ Avdiivka và Krasnodrivka, đã có 3 huân chương dũng cảm của nhà nước và đã nhận được nhiều lá thư từ cấp dưới yêu cầu thả anh ta. Một số cấp dưới của Novikov và một số blogger quân sự cũng cho biết rằng họ gia nhập biệt đội này chỉ vì Bely truyền cảm hứng cho họ. Các quan chức Nga chưa công khai thừa nhận vụ bắt giữ Novikov và Belousov vẫn chưa trả lời bất kỳ yêu cầu nào. Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết rằng Ukraine đang tích cực thực hiện một kế hoạch sẽ là bước khởi đầu cho nền tảng của các cuộc đàm phán bất kỳ hình thức nào. 3 điểm của kế hoạch đã sẵn sàng. Theo Interfax Ukraine, trong cuộc gặp gỡ với nhà báo hôm 20 tháng 9, ông Zelensky đã tham gia các cuộc gặp liên quan đến kế hoạch đàm phán đã diễn ra với các đại diện của Liên bang Nga. Ukrainskaya Pravda đã dẫn lời thư ký báo chí của Zelensky rằng các cuộc họp diễn ra với những người tham gia hội nghị thượng đỉnh đầu tiên. Tuy nhiên, tin tức trên đã bị xóa khỏi trang web của Interfax Ukraine. Ukrainskaya dẫn lời ông Zelensky cho biết, đó là lý do tại sao chúng tôi tích cực thực hiện kế hoạch của mình. 3 điểm đã được chuẩn bị, các cuộc họp theo hình thức trực tuyến đã diễn ra. Sẽ có các cuộc họp trực tiếp và trực tuyến, và như chúng tôi nói vào đầu tháng 11, toàn bộ kế hoạch sẽ sẵn sàng. Nhưng ông ấy đã nói rằng hiện tại Liên bang Nga muốn tiếp tục đấu tranh. Trong bài phát biểu trực tiếp của ông Zelensky, ông cho biết, chúng tôi tuyên bố rằng chúng tôi đã sẵn sàng gặp Nga tại hội nghị thượng đỉnh lần thứ hai, bởi vì tất cả các đồng minh của chúng tôi, kể cả những người thân cận nhất, luôn đứng về phía chúng tôi và luôn luôn chống lại cuộc xung đột của Nga. Điều nói rằng Nga nên có mặt tại hội nghị thượng đỉnh lần thứ hai. Theo Tổng thống Ukraine, vào đầu tháng 11, toàn bộ kế hoạch sẽ sẵn sàng. Đây là bước khởi đầu và nền tảng cho việc đàm phán dưới bất kỳ hình thức nào mới với Nga. Nga đang tăng cường gây sức ép lên lực lượng Ukraine ở Kherson sau khi phát động cuộc phản công lớn vào tuần trước. Hiện có thông tin cho rằng có tới 38.000 quân Nga đang tham gia chiến dịch này. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Zelensky đang phải bảo vệ chiến dịch xâm nhập lãnh thổ Nga trước những chỉ trích ngày càng gia tăng. Nga điều thêm binh sĩ cứu Kherson. Financial Times trích dẫn một quan chức tình báo quân sự cấp cao của Ukraine cho biết rằng Nga đã huy động 38.000 binh sĩ tới Kherson, trong đó có nhiều lữ đoàn tấn công được đưa đến từ miền nam Ukraine. Theo quan chức này, cuộc phản công của Nga vẫn chưa có quy mô lớn và Moscow cần phải triển khai thêm nhiều lữ đoàn tấn công nếu muốn đạt được nhiều thành quả đáng kể hơn. Trước đây, Tổng thống Zelensky từng ước tính Nga có thể phải huy động tới 100.000 binh sĩ để đẩy lùi hoàn toàn chiến dịch xâm nhập của Ukraine. Hiện nay đang có những lo ngại về cuộc tấn công của Ukraine có thể mang lại lợi ích cho Điện Kremlin. Theo giới phân tích, chiến lược quân sự hiện tại của Ukraine đang phản ánh bản chất kép của cuộc xung đột, nơi diễn ra trên cả thực địa lẫn mặt trận chính trị, ngoại giao. Ukraine đang phải đối mặt với hai thách thức lớn, chiến đấu với Nga trong khi tìm cách đảm bảo sự ủng hộ liên tục của phương Tây. Cuộc tấn công của Ukraine vào Kherson từ tháng 8 năm 2024
dường như đã được tính toán kỹ lưỡng để định hình lại diễn biến xung đột và chứng minh năng lực của Ukraine trong việc thách thức Nga trên chính lãnh thổ của họ. Kể từ khi xung đột nổ ra vào năm 2022, Ukraine đã theo đuổi một chiến lược đa dạng và chiến dịch xâm nhập Kursk được coi là một canh bạc có chủ đích nhằm phơi bày những điểm yếu của Nga và làm mất ổn định tình hình chính trị, xã hội tại quốc gia này. Không chỉ mang ý nghĩa về mặt quân sự, cuộc tấn công Kursk còn là một cuộc chiến thông tin để thu hút sự chú ý của phương Tây và củng cố quan điểm cho rằng Ukraine vẫn có khả năng giáng đòn mạnh mẽ vào lực lượng Nga. Hạn chế về mặt chiến lược đối với Ukraine. Mặc dù diễn ra một cách táo bạo, nhưng cuộc tấn công này vẫn có những hạn chế về mặt chiến lược. Một số chuyên gia lưu ý, trước hết khả năng thành công trên chiến trường của Ukraine, một phần được quyết định bởi các đối tác phương Tây, đặc biệt là Mỹ. Quân đội Ukraine đã sử dụng máy bay không người lái và tên lửa nhắm vào cơ sở hạ tầng quân sự và các mục tiêu có giá trị cao ở Nga. Tuy nhiên, cho đến nay, lực lượng Ukraine vẫn bị hạn chế về các loại vũ khí phương Tây mà họ có thể sử dụng để chống lại các mục tiêu bên trong nước Nga. Mỹ và các đồng minh chưa cho phép Ukraine sử dụng những loại tên lửa, chẳng hạn như hệ thống tên lửa chiến thuật lục quân MGM-140 ATACMS và tên lửa hành trình phóng từ trên không Storm Shadow tấn công lãnh thổ Nga. Đối với Ukraine, điều này đồng nghĩa với việc các mục tiêu của họ trong cuộc xung đột không phải lúc nào cũng phù hợp với tính toán địa chính trị rộng lớn của các đối tác phương Tây và đôi khi dẫn tới sự mâu thuẫn về chiến lược. Trong khi Ukraine tìm kiếm những chiến thắng quyết định trên chiến trường để củng cố vị thế đàm phán của nước này, các đối tác phương Tây như Mỹ, châu Âu lại đang hành động một cách thận trọng hơn để tránh xung đột leo thang. Việc thiếu các nguồn lực dự trữ cũng là một mối lo ngại to lớn của Ukraine. Kể từ khi xung đột nổ ra, Kiev đã phụ thuộc rất nhiều vào vũ khí, thông tin tình báo và viện trợ tài chính do phương Tây cung cấp. Tuy nhiên, các nguồn lực này là hữu hạn. Các kho dự trữ đạn dược của phương Tây, đặc biệt là đạn pháo, đang cạn kiệt, trong khi các gói viện trợ mới của Mỹ đang dấy lên nhiều tranh cãi về mặt chính trị. Rủi ro đối với Ukraine là việc tiếp tục các hoạt động như cuộc tấn công Kursk có thể nhanh chóng làm cạn kiệt nguồn nhân lực và trang thiết bị của nước này, đặc biệt là khi sự hỗ trợ của phương Tây bắt đầu suy yếu. Nếu được đặt gần tiền tuyến của Ukraine, các loại vũ khí tầm xa do phương Tây cung cấp có khả năng đưa các vùng rộng lớn trong lãnh thổ Nga vào tầm bắn. Đi kèm lời kêu gọi các quốc gia đồng minh phương Tây gỡ bỏ hạn chế đối với việc sử dụng vũ khí được viện trợ vào hồi tháng 8, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov cho biết đã trình lên Mỹ một danh sách các mục tiêu nằm trong lãnh thổ Nga mà Kiev muốn tấn công. Theo tờ Guardian, Anh đã quyết định cho phép Ukraine sử dụng tên lửa Storm Shadow có tầm bắn hơn 250 km để tấn công vào Nga. Còn theo Politico, Nhà Trắng được cho là đang thảo luận về các mục tiêu tiềm năng mà Ukraine có thể tấn công bằng vũ khí tầm xa do Mỹ cung cấp. Theo đó, Washington đã chuyển cho Kiev các tên lửa đạn đạo phóng từ mặt đất ATACMS với hai biến thể có tầm bắn là 165 km và 300 km. Vào ngày 13 tháng 9, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan cũng cho biết, việc cho phép Ukraine sử dụng tên lửa ATACMS để tấn công các mục tiêu nằm sâu trong lãnh thổ Nga đang là chủ đề của các cuộc tham vấn chuyên sâu. Chia sẻ với Kiev Independent, nhà phân tích Andrei Semlen tại Trung tâm Nghiên cứu Đông Âu Stockholm cho rằng, gọi việc dỡ bỏ các hạn chế sử dụng vũ khí đối với Ukraine là một bước ngoặt có lẽ là nói quá. Tuy nhiên, nó sẽ tạo ra sự khác biệt lớn, đó là lý do tại sao Ukraine lại háo hức muốn có được. Hồi tháng 8, một báo cáo từ Viện Nghiên cứu Chiến tranh đã xác định không dưới 245 địa điểm quân sự và bán quân sự của Nga nằm trong tầm bắn 300 km của tên lửa ATACMS mà Mỹ cấp cho Ukraine. Đây cũng là tên lửa có phạm vi tấn công xa nhất trong số vũ khí do phương Tây chuyển cho Ukraine. Nếu các loại vũ khí tầm xa phương Tây cung cấp được đặt gần tiền tuyến của Ukraine, các căn cứ quân sự, sân bay, khu tập trung quân sự và kho đạn dược của Nga sẽ nằm trong phạm vi tấn công. Hàng loạt thành phố của Nga cũng gặp nguy hiểm, bao gồm Rostov-on-Don 1,1 triệu người, Voronezh 1 triệu người, Krasnodar 1,1 triệu người, Lipetsk 496.000 người, Bryansk 350.000 người, Smolensk 310.000 người và thành phố cảng quan trọng Novorossiysk trên Biển Đen 262.000 người. Danh sách này chưa bao gồm bán đảo Crimea và một số khu vực khác của Ukraine, nhưng Nga đang nắm quyền kiểm soát, hoặc các thành phố của Nga đã và đang bị Ukraine tấn công như Belgorod. Những mục tiêu quân sự trong các khu vực trên có thể bị Ukraine sử dụng vũ khí tầm xa để tấn công, phải kể đến căn cứ không quân Lipetsk, nơi từng bị máy bay không người lái UAV tập kích vào hồi tháng 8, căn cứ không quân Satalovo ở vùng Smolensk, sân bay quân sự Milorovo ở vùng Rostov, nơi từng bị hư hại trong một cuộc tấn công bằng UAV vào hồi tháng 7. Danh sách này còn có sân bay quân sự Jets ở Krasnodar Krai, nơi bị hư hại trong các cuộc tấn công bằng UAV vào tháng 4 và tháng 6.
các trung tâm hậu cần và chỉ huy ở Rostov-on-Don, căn cứ không quân Primorskoye Astar ở Krasnodar Krai, nơi Nga thường xuyên phóng đi UAV Shahed để tấn công Ukraine, và căn cứ hải quân Novorossiysk, nơi phần lớn hạm đội Biển Đen của Nga đã phải di rời sau khi Ukraine liên tiếp tấn công vào bán đảo Crimea. Nga cho biết hôm 17 tháng 9 rằng họ đã đẩy lùi 5 lần nỗ lực tấn công mới của các lực lượng Ukraine nhằm xuyên thủng bên dưới vào khu vực Kerch. Trong chỉ 6 ngày qua đã xảy ra ít nhất 26 cuộc tấn công từ Ukraine. Hôm 6 tháng 8, Ukraine đã phát động cuộc tấn công lớn nhất từ nước ngoài vào Nga kể từ chiến tranh thế giới lần thứ hai, xâm nhập qua biên giới vào khu vực Kerch với hàng ngàn binh sĩ được đạn drone và vũ khí hạng nặng hỗ trợ, bao gồm cả vũ khí phương Tây chế tạo. Nga đã bắt đầu một cuộc phản công lớn chống lại các lực lượng Ukraine ở Kerch vào ngày 10 tháng 9, đẩy lùi các lực lượng của Kiev về phía sông Snagost. Tuy nhiên, các lực lượng Ukraine đã cố gắng trong khoảng một tuần để xuyên thủng biên giới Nga về phía Veseloe và Medveze nhằm đe dọa cuộc phản công của Nga với khoảng cách 15 km về phía tây của chiến trường chính ở Kerch. Với sự hỗ trợ của không quân và hỏa lực pháo binh, 5 lần nỗ lực của các phương tiện lực lượng vũ trang Ukraine nhằm xuyên thủng biên giới của Liên bang Nga theo hướng Veseloe và Medveze đã bị đẩy lùi. Thông tin được Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong thông cáo ngày 17 tháng 9. Cũng theo Bộ Quốc phòng, các lực lượng Nga đã tấn công ở Lyubimovka, Malaya, Kosnya và nhiều khu vực khác ở Kerch. Các blogger quân sự Nga cho biết Ukraine đã chiếm được một số lãnh thổ về phía Veseloe và Medveze, đồng thời cho biết các lực lượng Nga đã lấy lại lãnh thổ và tấn công Lyubimovka. Reuters không thể xác minh được các báo cáo về chiến trường từ cả hai do các hạn chế báo cáo mà hai bên đã áp đặt trong khu vực xung đột. Tuy nhiên, các chuyên gia phương Tây nghi ngờ về hiệu quả của cuộc tấn công xâm nhập vào Kerch. Thông tin cho biết, các tướng lĩnh hàng đầu Ukraine cũng đã phản đối Tổng thống Ukraine Zelensky khi ông đưa ra ý định tấn công Kerch và sự phản đối đó đã khiến cho Tổng tư lệnh Ukraine Zaluzhny bị sa thải. Ông Zelensky cho rằng việc tấn công Kerch sẽ tạo nên sức mạnh cho Ukraine nếu đàm phán với Nga. Tuy nhiên, cuộc tấn công đã khiến cho Ukraine phải chia bớt quân, lẽ ra cần phòng thủ miền đông tới mặt trận này, trong khi Nga gần như không cần điều quân từ mặt trận khác tới đây để đẩy lùi lực lượng Ukraine. Thậm chí các lực lượng Nga đã mở rộng lãnh thổ ở miền đông Ukraine với tốc độ nhanh nhất trong khoảng 2 năm qua. Theo bản đồ và dữ liệu nguồn mở, các lực lượng Nga đang bao vây thị trấn Ukrainsk. Cuộc xung đột ở Ukraine đang bước vào giai đoạn nguy hiểm nhất từ trước đến nay, khi Ukraine yêu cầu các thành viên chủ chốt của NATO cho phép Kiev tấn công sâu vào lãnh thổ Nga bằng tên lửa phương Tây. Tổng thống Ukraine cũng đã khẳng định Trung Quốc đã hạn chế xuất khẩu máy bay không người lái sang nước này và dường như chỉ trích Bắc Kinh. Trung Quốc đã áp đặt các quy định kiểm soát 2 năm đối với việc xuất khẩu máy bay không người lái dân dụng và thiết bị liên quan vào năm ngoái, sau khi nhận được cáo buộc rằng cả Ukraine và Nga đều đang vũ khí hóa các sản phẩm của Trung Quốc. Họ điều chỉnh thêm các quy định vào tháng 7, với hạn chế mới có thể hiệu lực từ ngày 1 tháng 9. Trong một bài đăng trên mạng xã hội hôm 16 tháng 9, ông Zelensky dường như đã chỉ trích các biện pháp này, mặc dù không nêu đích danh Trung Quốc. Ông viết, một số quốc gia lớn nhất xuất khẩu các linh kiện máy bay không người lái đang áp đặt các hạn chế xuất khẩu. Chúng tôi biết phải làm gì với những hạn chế này không ảnh hưởng nghiêm trọng với chúng tôi. Xe chiến đấu nổi bộ BMD-4 hiện đại của Nga đã bị phá hủy ở một khu vực định cư tại Kerch sau đòn tấn công phối hợp từ phía quân đội Ukraine. Theo tờ Pravda, lực lượng nổi bộ đường không của Ukraine cho hay các binh sĩ Nga và xe chiến đấu đã xuất hiện tại một ngôi làng ở Kerch mà Ukraine đang nắm quyền kiểm soát. Sau khi phía Nga nổ súng, pháo binh và máy bay không người lái cảm tử FPV của Ukraine đã nhanh chóng chặn đối phương, khiến cho chiếc xe không thể sử dụng được nữa. Phía Ukraine khẳng định xe chiến đấu của Nga đã bị hư hại do hỏa lực pháo binh trong đợt pháo kích ban đầu. Ngoài ra, một trong những FPV của Ukraine cũng đã cố gắng nhắm vào chiếc BMD-4 nhưng bị thiết bị tác chiến điện tử của đối phương đẩy lùi. Sau đó, FPV Ukraine tiếp tục tấn công thứ hai, thứ ba và thành công. BMD-4 hiện được coi là xe chiến đấu bộ binh hạng nhẹ, có trang bị vũ khí hầm hố nhất thế giới. Nó được Nga chế tạo sau thời chiến tranh lạnh và có khả năng di chuyển trong các điều kiện khí hậu khác nhau. BMD-4 được thiết kế để vận chuyển lực lượng đổ bộ đường không. Ukraine bất ngờ đột kích vào vùng biên giới Kerch của Nga hôm 6 tháng 8.
Kiev tuyên bố đã giành được quyền kiểm soát hơn 1.000 km vuông lãnh thổ Nga. Tuy nhiên, Moscow đã bắt đầu phản công ở Kursk vào đầu tuần trước và cho biết đã chiếm lại được 10 khu vực định cư từ tay quân đội Ukraine. Lực lượng đặc nhiệm Ukraine cho công bố đoạn video tấn công căn cứ của Nga ở Syria, nơi mà Moscow sản xuất và thử nghiệm máy bay không người lái UAV. Theo tờ Kiev Post, các binh sĩ của nhóm đặc nhiệm Kimik thuộc Tổng cục Tình báo Ukraine HUR đã tấn công căn cứ quân sự của Nga ở ngoại ô phía đông nam thành phố Aleppo tại Syria vào sáng ngày 15 tháng 9. Căn cứ này được HUR cho là nơi Nga sản xuất và thử nghiệm các loại UAV tấn công cũng như để chế tạo các thiết bị nổ tự chế ngụy trang. Các đầu đạn được cất giữ tại đây. Trong video độc quyền mà Kiev Post có được do một sĩ quan tình báo Ukraine quay lại, lá cờ của HUR đã xuất hiện ở phía sau bờ kè nằm cách xa một gara được Nga sử dụng làm căn cứ. Ngay sau đó, một vụ nổ đã xuất hiện. Tiếp theo sau đó là vụ nổ của đạn dược. Các chuyên gia về chất nổ và quân sự của Kiev Post cho rằng nhiều khả năng vụ nổ xảy ra sau phát đạn từ súng trường nhắm vào chất nổ mà HUR đã cài sẵn bên trong. Vụ việc được cho là diễn ra ở khu vực có địa hình sa mạc vào ban ngày. Trước đó, vào cuối tháng 7, Kiev Post đã nhận được một số video và hình ảnh độc quyền cho thấy nhiệm vụ của HUR vẫn đang triển khai các hoạt động chống lại quân đội Nga ở Syria. Cụ thể, nhóm Kimik đã tấn công thiết bị quân sự của Nga tại sân bay Kuwait ở phía đông Aleppo. Còn vào đầu tháng 6, một đoạn video khác được công bố cho thấy lực lượng đặc nhiệm Ukraine đã tấn công các trạm kiểm soát, trụ sở, nhóm tuần tra bộ binh và các đoàn thiết bị quân sự của Nga ở cao nguyên Golan tại Syria. Nga triển khai quân đội tới Syria vào năm 2015 nhằm hỗ trợ chính quyền Tổng thống Bashar al-Assad đối phó với các nhóm nổi dậy. Theo đó, Nga đã triển khai hàng nghìn binh sĩ thường trực tại Syria. Tuy nhiên, vào mùa thu năm ngoái, Nga đã chuyển đổi một số binh sĩ cùng thiết bị từ Syria đến Ukraine để phục vụ chiến dịch quân sự đặc biệt. Điều này khiến cho lực lượng Nga ở Syria dễ bị tấn công hơn. Thưa quý vị, Nga vừa công bố danh sách 47 quốc gia có thái độ chống phá, đi ngược lại các giá trị của nước này, mở đường cho công dân những quốc gia đó xin tị nạn tại Nga nếu mong muốn. Thủ tướng Mikhail Mishustin hôm 20 tháng 9 đã công bố danh sách các quốc gia và vùng lãnh thổ thực hiện các chính sách áp đặt thái độ tư tưởng mang tính chống phá, trái ngược với các giá trị tinh thần, đạo đức truyền thống của nước Nga. Danh sách được đăng trên cổng thông tin chính phủ Nga, bao gồm Ukraine, Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Australia, Hàn Quốc, Nhật Bản, Thụy Sĩ, hầu hết các nước thuộc Liên minh châu Âu EU và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO. Đáng chú ý, trong danh sách này không có tên hai nước vừa thuộc EU vừa thuộc NATO là Slovakia và Hungary, cũng như nước thành viên NATO Thổ Nhĩ Kỳ. Theo đài RT, hầu hết các quốc gia nằm trong danh sách đen mới cũng từng bị Moscow xếp vào danh sách các chính phủ không thân thiện với Nga. Theo đó, Moscow sẽ áp dụng các biện pháp đối phó về ngoại giao và kinh tế đối với những quốc gia này dựa trên hành vi thù địch của họ. Tháng trước, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký một sắc lệnh cho phép những người nước ngoài chia sẻ các giá trị truyền thống của Nga và không đồng tình với chương trình nghị sự do chính phủ của nước họ thúc đẩy có thể nộp đơn xin thường trú tạm thời tại xứ sở Bạch Dương mà không cần phải đáp ứng các yêu cầu nhập cư thông thường như trình độ tiếng Nga, kiến thức về lịch sử và luật pháp của nước Nga. Tổng thống Nga Vladimir Putin mới đây tuyên bố vị trí gần các tuyến hậu cần quốc tế trọng yếu là một trong những lợi thế chính của vùng viễn đông nước này. Phát biểu tại một cuộc họp bên lề diễn đàn kinh tế phương Đông ở Vladivostok vào đầu tháng này, ông Putin nhấn mạnh một lợi thế cạnh tranh mạnh mẽ của vùng viễn đông là sự gia nhập vào hệ thống vận chuyển hàng hóa toàn cầu. Do đó, tất cả các kế hoạch của chúng ta về phát triển hành lang giao thông ở viễn đông nên được liên kết với các dự án phát triển tuyến đường biển phía Bắc. Tuyến đường biển phía Bắc NSR vốn trải dọc theo toàn bộ chiều dài của Bắc Cực và vùng viễn đông của Nga, dự kiến sẽ trở thành tuyến đường thương mại chính cho vận chuyển hàng hóa giữa châu Âu và châu Á. Tuyến đường này có thể rút ngắn đáng kể thời gian vận chuyển so với các tuyến đường truyền thống qua kênh đào Suez hoặc Panama. Đài RT dẫn lời ông Putin cho biết, phát triển vùng viễn đông giàu tài nguyên và tuyến đường biển phía Bắc NSR là ưu tiên chiến lược của Nga. Trong bài phát biểu trước Quốc hội Nga hồi tháng 2, lãnh đạo Điện Kremlin đã khẳng định nước này sẽ đảm bảo hoạt động hàng hải quanh năm trên tuyến đường Bắc Cực. Ông Putin cũng mời các đối tác nước ngoài sử dụng tuyến đường biển phía Bắc.
Theo số liệu thống kê, lưu lượng hàng hóa qua tuyến đường này đã gia tăng đều đặn trong thời gian qua. Nhà chức trách Nga hy vọng rằng lưu lượng hàng hóa vận chuyển bằng đường biển hàng năm dọc theo tuyến đường biển phía Bắc sẽ đạt tới 200 triệu tấn vào năm 2030. Moscow hiện đang có kế hoạch đẩy mạnh lưu lượng hàng hóa tại các cảng biển phía Bắc, đồng thời tăng cường đội tàu Bắc Cực của đất nước. Cựu Tổng thống Nga nói rằng đối thủ của Moscow cần phải lo sợ trước đòn trả đũa sắp xảy ra. Ông Dmitry Medvedev, cựu Tổng thống và hiện là người đứng đầu Hội đồng An ninh Nga, cho biết rằng Moscow nên bắt đầu tập hợp một số cơ sở dữ liệu về những kẻ bài Nga và cảnh báo họ về những hậu quả không thể tránh khỏi do những hành vi sai trái của họ. Ông Medvedev từ lâu đã là người có đường lối đi cứng rắn trong cuộc xung đột Ukraine. Ông bắt đầu bài đăng của mình mới nhất trên tài khoản Telegram bằng cách chỉ trích những kẻ hèn hạ ở phương Tây với chủ trương để Kiev tấn công sâu vào lãnh thổ Nga bằng vũ khí của NATO. Ông Medvedev viết, "Tuy nhiên, tôi muốn nói về một điều khác, về sự cần thiết phải ghi nhớ những lời kêu gọi tội ác của những cá nhân kỳ quặc ở phương Tây và chuẩn bị cho đòn trả đũa. Cần phải có sự sử dụng vũ khí của chính kẻ thù, bất chấp một số vấn đề pháp lý. Việc tạo một cơ sở dữ liệu công khai về đối thủ của chúng ta bằng những dữ liệu cá nhân của họ vẫn là việc đáng xem xét, vì những mục đích khá thực tế." Theo hãng thông tấn RT, lời nói của ông Medvedev dường như ám chỉ đến Mirod Voret, người kiến tạo hòa bình, trong web khét tiếng có liên kết với chính phủ Ukraine, nơi lưu giữ cơ sở dữ liệu về những đối thủ của nước này kể từ năm 2014 sau cuộc đảo chính do Mỹ hậu thuẫn ở Kiev. Một số người trong cơ sở dữ liệu đã bị tình báo Ukraine ám sát, khiến Mirod Voret có biệt danh là danh sách tiêu diệt của Kiev. Nó chưa bao giờ bị chính phủ Ukraine hay những người ủng hộ nó ở phương Tây lên án. Theo Medvedev, những kẻ tài trợ cho hành vi cực đoan và những kẻ kích động bạo lực phải được liệt kê đầy đủ. Lịch sử đầy rẫy những ví dụ về đòn trả thù bị hoãn lại. Ông nói thêm rằng Nga đang truy lùng những kẻ có hành vi cực đoan và những kẻ phản bội trong thời gian hiện tại, cũng như việc Mỹ và các nước phương Tây khác nhắm mục tiêu vào kẻ thù của họ. Ông lập luận, điều quan trọng là đòn trả thù phải mang tính chất không thể tránh khỏi để bất cứ ai, bất cứ quốc gia nào, đức tin, quyền công dân và địa vị đã phạm tội chống lại đất nước và nhân dân của chúng ta và biết rằng nó đang đến. Những hoạt động như vậy được lên kế hoạch cẩn thận và không phải lúc nào cũng thành công, nhưng chúng cần phải được thực hiện. Điều này cực kỳ quan trọng vì công lý tối thượng và để tưởng nhớ đến những nạn nhân vô tội, ông Medvedev nói thêm. Là một học giả ngành luật, ông Medvedev được phương Tây coi là người theo chủ nghĩa tự do khi ông lãnh đạo Nga từ năm 2008 đến năm 2012. Ông tiếp tục giữ chức vụ thủ tướng cho đến năm 2020, thời điểm ông được giao phụ trách Hội đồng An ninh Quốc gia. Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng đã ra sắc lệnh quân đội nước này tăng quân số lên 180.000, lần thứ ba ông mở rộng quân số kể từ khi cuộc xung đột bùng phát. Bộ Quốc phòng Nga giải thích, quyết định tăng quân số là do mối đe dọa từ sự mở rộng liên tục của NATO. Các thành viên của Liên minh do Mỹ đứng đầu đã mở rộng đáng kể sự hiện diện quân sự dọc theo biên giới Nga, triển khai thêm các hệ thống phòng không và vũ khí tấn công. Tại cuộc họp nội bộ với chính phủ Nga, Tổng thống Vladimir Putin đã đề xuất hãy suy nghĩ về khả năng hạn chế cung cấp nguyên liệu thô chiến lược như uranium, nickel, titan và một số nguyên liệu khác cho thị trường nước ngoài, với điều kiện là điều này không gây tổn hại cho nền kinh tế Nga. Đề xuất của ông Putin đã gây ra một hiện tượng hoàn toàn không thể giải thích được. Thị trường phương Tây ngay lập tức bùng nổ theo đúng nghĩa đen, giá các mặt hàng nói trên tăng vọt và các phương tiện truyền thông kinh tế và chuyên ngành tràn ngập các bản tin liên quan. Trước đó, các chuyên gia thế giới không thể hiểu tại sao nước Nga diệt vong lại không quỳ gối trước phương Tây. Tạp chí Chính sách Đối ngoại đưa tin rằng, các biện pháp trừng phạt của phương Tây, cho dù có quy mô lớn và có ảnh hưởng sâu rộng về mặt lịch sử đến đâu, cũng không làm suy yếu khả năng tiến hành giao tranh của ông Putin. Reuters thừa nhận, uranium là một trong những thứ thực sự có thể gây tổn hại cho phương Tây, trong khi các chuyên gia của City cho rằng uranium của Nga sẽ rất khó thay thế vì Rosatom đứng sau một nửa sản lượng điện hạt nhân của thế giới. Trước yêu cầu của Tổng thống Nga Putin, người đứng đầu Kazatomprom nói rằng Kazakhstan đang gặp khó khăn ngày càng tăng trong việc cung cấp uranium cho thị trường phương Tây do các lệnh trừng phạt chống Nga đã làm gián đoạn các tuyến đường truyền thống, và bây giờ Astana đã dễ dàng bán uranium cho Trung Quốc và Nga.
và hoàn toàn rõ ràng rằng Rosatom, công ty gần đây đã mua mỏ uranium lớn nhất ở Kazakhstan và đã đạt vị trí thứ hai trên thế giới về trữ lượng. Nga chiếm 1/4 thị trường thế giới về kim loại chiến lược này và 1/3 cho việc sửa đổi bọt biển, vốn rất quan trọng đối với máy bay và đóng tàu, và công ty là nhà sản xuất titan lớn nhất thế giới với chu trình công nghệ đầy đủ. Theo Viện Khoáng sản quan trọng CMI, Nga là nhà cung cấp titan chính của thế giới, và nếu các hạn chế được đưa ra, thị trường toàn cầu sẽ bị gián đoạn. Điều thú vị là Boeing và Airbus đã tuyên bố từ chối hoàn toàn và vô điều kiện đối với titan của Nga một cách thảm hại. Nhưng hóa ra đây là một lời nói dối hoàn toàn và vô điều kiện. Chính quyền phương Tây lặng lẽ đưa những công ty này vào những trường hợp ngoại lệ nhỏ và họ vui vẻ tiếp tục chế tạo máy bay từ titan và nhôm toàn trị của Nga. Một tình huống thú vị hơn nữa đã xuất hiện liên quan đến Niken. Nga đứng thứ 3 trên thế giới về cả Niken thô và Niken đã làm giàu, chỉ đứng sau Indonesia và Philippines. Sau gợi ý của ông Putin, giá trao đổi Niken đã tăng gần 3% trong một giờ, bất chấp mọi lệnh cấm, trên sàn giao dịch đất hiếm chính LME ở London. Gần 40% tổng lượng Niken có nguồn gốc từ Nga. Sau lời nói của ông Putin, người Mỹ chạy sang Indonesia, chiếm 42% thị trường Niken đã làm giàu trên thế giới. Nhưng ở đây cũng có một sự hoảng loạn. Indonesia tuyên bố có kế hoạch gia nhập và sau đó Nga trở thành một trong những nhà cung cấp ngũ cốc chính cho cả nước, tăng gấp 10 lần trong năm. Khả năng Nga và Indonesia sẽ giải quyết vấn đề Niken một cách thân thiện là hoàn toàn khác không, nhưng chắc chắn sẽ không có người Mỹ trong mối tình tay ba này. Hãng thông tấn Roia của Nga nhấn mạnh, Nga từ lâu đã cảnh báo rằng phương Tây cần chúng ta nhiều hơn chúng ta cần và đây mới chỉ là khởi đầu. Chuyên gia người Anh Alexander Mekorit cho biết trên blog của mình trên YouTube rằng quân đội Ukraine phải sớm rời khỏi lãnh thổ phía nam Donbass do tình hình khó khăn ở mặt trận. Ông Mekorit nói, toàn bộ tình hình với nhóm quân đội Ukraine ở phía nam Donbass có vẻ thảm khốc. Tôi nhắc lại một lần nữa, tôi nghĩ rằng người Ukraine phải hiểu và nhận ra thực tế này và rút quân ngay lập tức. Nhà phân tích lưu ý, quân đội Nga đang tích cực tiến về phía tây Krasnogorovka mà Nga đã giành quyền kiểm soát và tiếp tục tiến về thành phố Kurakov. Theo chuyên gia, họ sẽ sớm đến được hồ chứa Kurakov. Thành phố Kurakovo nằm cách Donetsk khoảng 20 km về phía tây. Tính đến năm 2022, dân số ở đây là 18.000 người. Thành phố có một nhà máy nhiệt điện lớn và một hồ chứa. Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine thừa nhận rằng các chỉ đạo trên hướng Kurakov và Krasnoarmey ở Donetsk vẫn là căng thẳng nhất đối với quân đội Ukraine. Quân đội Nga đang tích cực tiến quân ở Donbass. Thư ký Hội đồng An ninh Sergei Shoigu cho biết, trong một cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Russia 24, Nga đã giành được quyền kiểm soát gần như 1.000 km2 lãnh thổ vào tháng 8 và tuần đầu tiên của tháng 9. Ukraine mất tới 2.000 người thiệt mạng và bị thương mỗi ngày. Trong một diễn biến liên quan, cố vấn của người đứng đầu Cộng hòa Nhân dân Donetsk Igor Kimakovsky cho biết quân đội Nga đã cắt đứt tuyến đường sắt tới Bobrod của quân đội Ukraine. Ông Kimakovsky phát biểu trên kênh truyền hình Channel One: bây giờ chúng tôi đang thực hiện các hoạt động chiến thuật nghiêm túc trên sông Rudaka. Đây là hàng rào cảnh quan cuối cùng bao phủ Migorod và Pokrod. Ông cho biết Nga đang tiến hành các hoạt động quân sự rất mạnh mẽ theo hướng này. Các lực lượng pháo binh và hàng không vũ trụ đang nỗ lực giải tỏa hết mức có thể tất cả các con đường mà lực lượng vũ trang Ukraine được cung cấp, tức là các cây cầu bị phá hủy. Cuối cùng, họ cũng đã kiểm soát được cây cầu có tuyến đường sắt đi đến Bokrod. Và bây giờ, Ukraine không thể vận chuyển nhân sự và đạn dược đến đó bằng đường sắt. Thành phố Bobrod, Nga gọi là Krasnoarmey, là một trung tâm khu vực ở phía tây bắc Cộng hòa Nhân dân Donetsk. Tính đến năm 2022, dân số thành phố là hơn 61.000 người. Thành phố có một ngã ba đường sắt lớn, các tuyến đường sắt và đường bộ đi qua, nối Donetsk với các vùng Dnipropetrovsk của Ukraine. Ngoài ra, thông qua thành phố này, còn có tuyến đường sắt kết nối với các thành phố do Kiev kiểm soát ở phía tây bắc Donetsk là Kramatorsk và Slavyansk. Hơn nửa năm qua, Nga đã đều đặn tiến từ Adivka tới Pokrov, đẩy thành phố tới bờ vực sụp đổ. Lực lượng phòng thủ Ukraine đã rút lui theo hướng Pokrov với cường độ khác nhau. Trong 6 tháng qua, quân đội Nga đã tạo ra, phát triển và giữ vững một dải đất khổng lồ giữa Adivka và Pokrov dài 30 km, rộng 20 km. Ukraine đã sử dụng chiến thuật điển hình là cắt đất, bao vây dải đất này, mong muốn cô lập ngay dải đất. Do thiếu nguồn lực và sự kết nối giữa các đơn vị Ukraine, điều này là không thành công. Theo báo chí Ukraine, nguyên nhân chính của việc quân đội Nga tiến lên trên hướng Pokrov là sự vượt trội về tài nguyên, cả về nhân lực và đạn dược, từ pháo binh đến các loại vũ khí hiện đại.
Vấn đề lớn nhất của lực lượng phòng thủ Ukraine ở hướng Bokhorod là thiếu hụt nhân lực, đặc biệt là bộ binh. Ukraine đã mở mặt trận mới khi tấn công vào Kursk của Nga với mục tiêu là buộc Nga phải rút bớt lực lượng từ miền đông Ukraine về Kursk. Nhưng Nga đã không cần làm như vậy. Ngược lại, chính Ukraine phải dàn mỏng lực lượng để đưa đến Kursk, trong khi lẽ ra cần tập trung bảo vệ miền đông, các chuyên gia phương Tây cho biết. Thưa quý vị, cuộc đột kích của Ukraine vào tỉnh Kursk của Nga tới nay đã kéo dài 1.5 tháng và nhận được nhiều ý kiến trái chiều trong nội bộ phương Tây. Chiến dịch đó cơ bản bị đánh giá là canh bạc rủi ro của Kiev. Tuy nhiên, vẫn có những dấu hiệu cho thấy Ukraine có thể thu được lợi ích không nhỏ từ đó. Hiện nay, khá khó để khẳng định một cách chắc nịch chiến dịch của Ukraine tại Kursk là một thắng lợi, một thất bại hay một sự kết hợp 50-50. Một số phân tích cho rằng, chiến dịch Kursk dù mạo hiểm nhưng cũng giúp Kiev đẩy bớt quân Nga từ miền đông Ukraine về tỉnh Kursk, và do vậy làm suy yếu cuộc tấn công của Nga ở Donbass trong một chừng mực nào đó. Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISVK có trụ sở tại Washington cho rằng, Ukraine đã buộc Bộ Chỉ huy Quân đội Nga tái triển khai các đơn vị đang ở Ukraine về tỉnh Kursk, đồng thời đưa những đơn vị mới đang trong lãnh thổ Nga tới khu vực Kursk thay vì đưa ra tiền tuyến bên Ukraine. Hiện không rõ có bao nhiêu quân nhân Nga đáng lẽ phải triển khai gần thị trấn Bokhorod, Chasovka và những nơi khác thì nay lại đang có mặt ở Kursk. Tuy nhiên, có bằng chứng cho thấy ít nhất một bộ phận quân nhân Nga đã được chuyển sang Kursk. Ví dụ, các yếu tố thuộc Lữ đoàn Súng trường Cơ giới Độc lập 15 của Nga vốn đang chiến đấu gần Bokhorod đã được nhận diện ở Kursk. Nga đã cam kết tung lực lượng đáng kể để giành lại các thị trấn bị Ukraine chiếm ở tỉnh Kursk. Lực lượng này bao gồm các đơn vị hải quân đánh bộ và lính dù tinh nhuệ. Cho tới nay, những đơn vị này được cho là đang vấp phải sự kháng cự quyết liệt của các đơn vị đặc nhiệm cơ động cao thuộc quân đội Ukraine, thành phần chủ lực trong trận đà tiến quân của Nga và tổ chức phản kích. Quân đội Ukraine đã chốt sẵn ở Kursk, xây dựng công sự vững chắc, khiến cho nhiệm vụ của lực lượng Nga phản kích trở nên khó khăn. Tin tức truyền thông cho hay, tới nay, Ukraine vẫn đang chiếm trên 100 khu định cư và nắm giữ những vị trí xung yếu, trong khi lực lượng Nga đang phải nỗ lực điều phối chiến dịch phản kích. Hiện đang còn chậm do cự ly di chuyển lớn, lực lượng Nga mới tái chiếm được một số lãnh thổ khiêm tốn. Thủ thuật lấy ít địch nhiều. Đặc trưng nổi bật trong lối đánh của Ukraine ở Kursk là phục kích, tập kích chính xác, sử dụng các nhóm nhỏ theo lối tác chiến bất đối xứng, tập trung đánh phá cầu đường. Chiến thuật này cho phép Ukraine quấy rối các tuyến tiếp tế của Nga. Quân đội Ukraine cũng chớp cơ hội để làm suy yếu phòng tuyến của Nga thông qua các đòn đánh bằng UAV và tên lửa tầm xa. Việc các cây cầu bắc qua sông Sim bị Ukraine phá hủy đã gây khó khăn cho Nga trong tổ chức một tuyến phòng thủ có tính kết dính cao. Lực lượng đặc nhiệm Ukraine cũng được cho là đã phá hủy một trong số những kho đạn pháo và tên lửa lớn nhất của Nga vào ngày 17 tháng 9, gây ra một vụ nổ cực lớn, rung chuyển như động đất cấp độ 3. Sự kiện này không chỉ gây tổn thất đạn dược của Nga mà còn gây tác động mạnh lên tâm lý của binh sĩ Nga. Đặc nhiệm Ukraine đóng vai trò then chốt trong chiến dịch Kursk. Những đơn vị tinh nhuệ này được huấn luyện về tác chiến đặc biệt, đã tỏ ra thành thạo về kỹ năng tốc chiến, thu thập thông tin tình báo và gây bất ổn định cho phòng tuyến của Nga. Thành công của những đơn vị này trong phục kích các đoàn xe Nga, phá hủy các tuyến tiếp tế của đối phương và xóa sổ các kho dầu, kho đạn của Nga đã góp phần giúp Ukraine giữ chặt đáng kể lãnh thổ vừa chiếm được, bất chấp các nỗ lực của Nga nhằm tái chiếm các địa điểm trọng yếu. Tình báo Ukraine cũng nhận diện được những mục tiêu có giá trị cao của đối phương, giúp lực lượng Ukraine tấn công chính xác với hiệu suất cao. Chiến dịch Kursk có nhiều mục đích, trong đó có hai mục tiêu chính: trực tiếp làm suy giảm năng lực quân sự của Nga và tác động tâm lý lên cả quân và dân Nga. Khoảng 15.000 dân thường Nga đã di tản khỏi Kursk và Ukraine nhanh chóng lấp vào chỗ trống bằng việc thiết lập sự kiểm soát hành chính đối với một số thị trấn trong tỉnh, chứng minh ý đồ của Ukraine muốn hiện diện lâu dài tại Kursk. Sắp tới, Ukraine sẽ có những bước đi tiếp theo như thế nào để gây khó dễ cho Nga? Thứ nhất, họ có thể mở rộng chiến dịch tuyên truyền bằng cách phát sóng các chương trình có lợi cho họ trên phần lãnh thổ do Nga kiểm soát. Thứ hai, họ có thể thực hiện hoạt động binh vận, tác động vào binh sĩ Nga đang tham chiến. Thứ ba, họ có thể tiếp tục tập kích sâu vào lãnh thổ Nga, kết hợp với phòng thủ chặt, những khu vực họ mới chiếm được trên lãnh thổ Nga. Ukraine kiểm soát Kursk càng lâu, thì Nga càng phải đối mặt với rủi ro lớn về chính trị và quân sự. Nga đang tăng cường gây sức ép lên lực lượng Ukraine ở Kursk sau khi phát động cuộc phản công lớn vào tuần trước. Hiện có thông tin cho rằng có tới 38.000 quân Nga đang tham gia chiến dịch này. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Zelensky đang phải bảo vệ chiến dịch xâm nhập lãnh thổ Nga trước những chỉ trích ngày càng gia tăng. Nga điều thêm binh sĩ cứu Kursk. Financial Times trích dẫn một quan chức tình báo quân sự cấp cao của Ukraine
cho biết rằng Nga đã huy động 38.000 binh sĩ tới Kursk, trong đó có nhiều lữ đoàn tấn công được đưa đến từ miền nam Ukraine. Theo quan chức này, cuộc phản công của Nga vẫn chưa có quy mô lớn và Moscow cần phải triển khai thêm nhiều lữ đoàn tấn công nếu muốn đạt được nhiều thành quả đáng kể hơn. Trước đây, Tổng thống Zelensky từng ước tính Nga có thể phải huy động tới 100.000 binh sĩ để đẩy lùi hoàn toàn chiến dịch xâm nhập của Ukraine. Hiện nay đang có những lo ngại về cuộc tấn công của Ukraine có thể mang lại lợi ích cho Điện Kremlin. Theo giới phân tích, chiến lược quân sự hiện tại của Ukraine đang phản ánh bản chất kép của cuộc xung đột, nơi diễn ra trên cả thực địa lẫn mặt trận chính trị, ngoại giao. Ukraine đang phải đối mặt với hai thách thức lớn, chiến đấu với Nga trong khi tìm cách đảm bảo sự ủng hộ liên tục của phương Tây. Cuộc tấn công của Ukraine vào Kursk từ tháng 8 năm 2024 dường như đã được tính toán kỹ lưỡng để định hình lại diễn biến xung đột và chứng minh năng lực của Ukraine trong việc thách thức Nga trên chính lãnh thổ của họ. Kể từ khi xung đột nổ ra vào năm 2022, Ukraine đã theo đuổi một chiến lược đa dạng và chiến dịch xâm nhập Kursk được coi là một canh bạc có chủ đích nhằm phơi bày những điểm yếu của Nga và làm mất ổn định tình hình chính trị, xã hội tại quốc gia này. Không chỉ mang ý nghĩa về mặt quân sự, cuộc tấn công Kursk còn là một cuộc chiến thông tin để thu hút sự chú ý của phương Tây và củng cố quan điểm cho rằng Ukraine vẫn có khả năng giáng đòn mạnh mẽ vào lực lượng Nga. Hạn chế về mặt chiến lược đối với Ukraine. Mặc dù diễn ra một cách táo bạo, nhưng cuộc tấn công này vẫn có những hạn chế về mặt chiến lược. Một số chuyên gia lưu ý, trước hết khả năng thành công trên chiến trường của Ukraine, một phần được quyết định bởi các đối tác phương Tây, đặc biệt là Mỹ. Quân đội Ukraine đã sử dụng máy bay không người lái và tên lửa nhắm vào cơ sở hạ tầng quân sự và các mục tiêu có giá trị cao ở Nga. Tuy nhiên, cho đến nay, lực lượng Ukraine vẫn bị hạn chế về các loại vũ khí phương Tây mà họ có thể sử dụng để chống lại các mục tiêu bên trong nước Nga. Mỹ và các đồng minh chưa cho phép Ukraine sử dụng những loại tên lửa, chẳng hạn như hệ thống tên lửa chiến thuật lục quân MGM-140 ATACMS và tên lửa hành trình phóng từ trên không Storm Shadow tấn công lãnh thổ Nga. Đối với Ukraine, điều này đồng nghĩa với việc các mục tiêu của họ trong cuộc xung đột không phải lúc nào cũng phù hợp với tính toán địa chính trị rộng lớn của các đối tác phương Tây và đôi khi dẫn tới sự mâu thuẫn về chiến lược. Trong khi Ukraine tìm kiếm những chiến thắng quyết định trên chiến trường để củng cố vị thế đàm phán của nước này, các đối tác phương Tây như Mỹ, châu Âu lại đang hành động một cách thận trọng hơn để tránh xung đột leo thang. Việc thiếu các nguồn lực dự trữ cũng là một mối lo ngại to lớn của Ukraine. Kể từ khi xung đột nổ ra, Kiev đã phụ thuộc rất nhiều vào vũ khí, thông tin tình báo và viện trợ tài chính do phương Tây cung cấp. Tuy nhiên, các nguồn lực này là hữu hạn. Các kho dự trữ đạn dược của phương Tây, đặc biệt là đạn pháo, đang cạn kiệt, trong khi các gói viện trợ mới của Mỹ đang dấy lên nhiều tranh cãi về mặt chính trị. Rủi ro đối với Ukraine là việc tiếp tục các hoạt động như cuộc tấn công Kursk có thể nhanh chóng làm cạn kiệt nguồn nhân lực và trang thiết bị của nước này, đặc biệt là khi sự hỗ trợ của phương Tây bắt đầu suy yếu. Nếu được đặt gần tiền tuyến của Ukraine, các loại vũ khí tầm xa do phương Tây cung cấp có khả năng đưa các vùng rộng lớn trong lãnh thổ Nga vào tầm bắn. Đi kèm lời kêu gọi các quốc gia đồng minh phương Tây gỡ bỏ hạn chế đối với việc sử dụng vũ khí được viện trợ vào hồi tháng 8, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov cho biết đã trình lên Mỹ một danh sách các mục tiêu nằm trong lãnh thổ Nga mà Kiev muốn tấn công. Theo tờ Guardian, Anh đã quyết định cho phép Ukraine sử dụng tên lửa Storm Shadow có tầm bắn hơn 250 km để tấn công vào Nga. Còn theo Politico, Nhà Trắng được cho là đang thảo luận về các mục tiêu tiềm năng mà Ukraine có thể tấn công bằng vũ khí tầm xa do Mỹ cung cấp. Theo đó, Washington đã chuyển cho Kiev các tên lửa đạn đạo phóng từ mặt đất ATACMS với hai biến thể có tầm bắn là 165 km và 300 km. Vào ngày 13 tháng 9, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan cũng cho biết, việc cho phép Ukraine sử dụng tên lửa ATACMS để tấn công các mục tiêu nằm sâu trong lãnh thổ Nga đang là chủ đề của các cuộc tham vấn chuyên sâu. Chia sẻ với Kiev Independent, nhà phân tích Andrei Semlen tại Trung tâm Nghiên cứu Đông Âu Stockholm cho rằng, gọi việc dỡ bỏ các hạn chế sử dụng vũ khí đối với Ukraine là một bước ngoặt có lẽ là nói quá. Tuy nhiên, nó sẽ tạo ra sự khác biệt lớn, đó là lý do tại sao Ukraine lại háo hức muốn có được. Hồi tháng 8, một báo cáo từ Viện Nghiên cứu Chiến tranh đã xác định không dưới 245 địa điểm quân sự và bán quân sự của Nga nằm trong tầm bắn 300 km của tên lửa ATACMS mà Mỹ cấp cho Ukraine. Đây cũng là tên lửa có phạm vi tấn công xa nhất trong số vũ khí do phương Tây chuyển cho Ukraine. Nếu các loại vũ khí tầm xa phương Tây cung cấp được đặt gần tiền tuyến của Ukraine, các căn cứ quân sự, sân bay, khu tập trung quân sự và kho đạn dược của Nga sẽ nằm trong phạm vi tấn công. Hàng loạt thành phố của Nga cũng gặp nguy hiểm, bao gồm Rostov-on-Don, 1,1 triệu người, Voronezh, 1 triệu người,
Krasnodar 1,1 triệu người, Lipetsk 496.000 người, Bryansk 350.000 người, Smolensk 310.000 người và thành phố cảng quan trọng Novorossiysk trên Biển Đen 262.000 người. Danh sách này chưa bao gồm bán đảo Crimea và một số khu vực khác của Ukraine nhưng Nga đang nắm quyền kiểm soát, hoặc các thành phố của Nga đã và đang bị Ukraine tấn công như Belgorod. Những mục tiêu quân sự trong các khu vực trên có thể bị Ukraine sử dụng vũ khí tầm xa để tấn công, phải kể đến căn cứ không quân Lipetsk, nơi từng bị máy bay không người lái UAV tập kích vào hồi tháng 8, căn cứ không quân Satalovo ở vùng Smolensk, sân bay quân sự Milorovo ở vùng Rostov, nơi từng bị hư hại trong một cuộc tấn công bằng UAV vào hồi tháng 7. Danh sách này còn có sân bay quân sự Jets ở Krasnodar Krai, nơi bị hư hại trong các cuộc tấn công bằng UAV vào tháng 4 và tháng 6, các trung tâm hậu cần và chỉ huy ở Rostov-on-Don, căn cứ không quân Primorsko Astar ở Krasnodar Krai, nơi Nga thường xuyên phóng đi UAV Shahed để tấn công Ukraine, và căn cứ hải quân Novorossiysk, nơi phần lớn hạm đội Biển Đen của Nga đã phải di rời sau khi Ukraine liên tiếp tấn công vào bán đảo Crimea. Thưa quý vị, tờ Politico dẫn thông tin từ hai quan chức Lầu Năm Góc cho biết Mỹ sẽ cung cấp cho Ukraine một gói viện trợ quân sự mới trị giá 375 triệu đô la Mỹ. Gói viện trợ mới này được thông báo vào thời điểm then chốt trong cuộc chiến khi Nga tấn công mạng lưới năng lượng của Ukraine trước mùa đông tới. Theo ấn phẩm, tên lửa mà Washington dự định cung cấp cho Kiev rất có thể là loại tên lửa hành trình phóng từ trên không, hiện đang được không quân, hải quân Mỹ cùng một số quốc gia sử dụng. Tên lửa này có thể tấn công mục tiêu ở khoảng cách 70 dặm, tương đương 110 km. Nguồn tin cũng lưu ý, gói viện trợ vẫn có thể thay đổi trước khi thông báo chính thức được giới chức Mỹ đưa ra. Theo các nhà quan sát quân sự, các tên lửa mới mặc dù không có tầm bắn vượt trội như Ukraine mong đợi, tuy nhiên, tên lửa vẫn có thể giúp Kiev ngăn chặn các cuộc tấn công của Nga. Với tầm bắn của tên lửa là hơn 110 km, sẽ cho phép phi công bay xa tiền tuyến và hệ thống phòng không của Nga, giảm thiểu rủi ro cho máy bay. Trước đó, hãng tin Reuters của Anh đưa tin, Mỹ có kế hoạch công bố gói viện trợ quân sự mới cho Ukraine vào tuần tới, nhưng việc chuyển giao vũ khí có thể bị trì hoãn. Theo Reuters, ngoài tên lửa hành trình, gói viện trợ mới của Mỹ dành cho Ukraine còn bao gồm tàu tuần tra, đạn dược bổ sung cho hệ thống tên lửa pháo binh cơ động cao HIMARS, đạn pháo 155mm và 105mm cùng nhiều vũ khí khác. Trước đó, hồi tháng 4 năm nay, Lầu Năm Góc thông báo gửi lô vũ khí và thiết bị trị giá 1 tỷ đô la Mỹ trực tiếp từ kho dự trữ cho Kiev sau khi Quốc hội Mỹ thông qua gói tài trợ bổ sung cho Ukraine. Tuy nhiên, kể từ đó, giá trị của mỗi gói viện trợ quân sự cho Ukraine đã ít hơn đáng kể, không có gói nào vượt quá 400 triệu đô la Mỹ và hầu hết trong khoảng từ 125 triệu đến 250 triệu đô la Mỹ. Trong diễn biến mới nhất, kênh truyền hình CNN của Mỹ đưa tin, trích dẫn lời hai quan chức Mỹ nắm rõ vấn đề này, rằng tình trạng thiếu hụt vũ khí dự trữ có thể sẽ buộc Washington phải hoãn các chuyến hàng viện trợ quân sự đã hứa cho Ukraine. Báo cáo này được đưa ra trong bối cảnh Kiev đang yêu cầu các nước hậu thuẫn đẩy nhanh việc cung cấp vũ khí và dỡ bỏ các hạn chế về việc sử dụng tên lửa tầm xa để tấn công sâu vào lãnh thổ Nga. Theo Lầu Năm Góc, Mỹ còn 5,9 tỷ đô la Mỹ trong cơ chế đặc biệt quyền rút vốn của Tổng thống PDA nhằm mục đích đẩy nhanh viện trợ cho Kiev. Tuy nhiên, các gói viện trợ đã ngày càng nhỏ hơn khi kho vũ khí cạn kiệt. Quyền rút vốn của Tổng thống hiện có sẽ hết hạn trong vòng 2 tuần tới vì Hạ viện đã không thông qua được việc gia hạn vào thứ Tư. Nhà Trắng có thể buộc phải thay đổi cách tiếp cận của mình. Công bố các gói viện trợ quân sự lớn sẽ mất nhiều tháng để chuyển giao, trái ngược với các lô hàng nhỏ hơn, kênh này cho biết. Kênh truyền hình CNN dẫn lời một quan chức cấp cao của Nhà Trắng cho biết, Washington tin rằng Kiev sẽ cần ít nhất nửa tỷ đô la Mỹ trong cơ chế đặc biệt quyền rút vốn của Tổng thống mỗi tháng trong suốt năm tài chính 2025. Theo tờ The Times của Anh, Mỹ và Anh có khả năng sẽ cho phép Ukraine sử dụng tên lửa Storm Shadow để tấn công lãnh thổ Nga. Nhưng quyết định này có thể sẽ giữ bí mật để bảo toàn yếu tố bất ngờ cho phía Nga. Mỹ và Anh đã thảo luận về khả năng cho phép Ukraine tấn công Nga bằng tên lửa Storm Shadow từ lâu. Người ta dự đoán rằng quyết định này có thể được công bố trong chuyến thăm chung của các quan chức ngoại giao hàng đầu của cả hai quốc gia, Antony Blinken và David Lammy đến Kiev tuần trước. Mỹ và Anh đã chuẩn bị hai phiên bản tuyên bố cuối cùng,
nhưng do một số chi tiết chưa được giải quyết, họ đã công bố phiên bản đề cập việc thảo luận thêm về khả năng cho phép Ukraine thực hiện các cuộc tấn công tầm xa vào Nga. The Times cho biết, Mỹ đang kiềm chế phê duyệt cấp phép cho Ukraine cho đến khi họ thấy kế hoạch chiến thắng mà Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky muốn trình bày với Tổng thống Mỹ Joe Biden trong cuộc họp vào tuần tới. Thay vào đó, The Times cho biết, nước Anh muốn tạo ấn tượng rằng bước đi này đến từ nhiều đồng minh NATO hơn và đã tổ chức một cuộc họp của các bộ trưởng ngoại giao của Mỹ, Anh, Pháp, Đức và Ý tại Paris. Tuy nhiên, một nguồn tin cho biết Mỹ đang tập trung hơn vào việc xây dựng di sản của ông Biden và muốn đẩy nhanh quyết định. The Times cho biết rằng việc cho phép tấn công Nga bằng tên lửa Storm Shadow có thể được phê duyệt sớm nhất vào tuần tới và sẽ được giữ bí mật để tránh việc Nga có thêm cảnh báo về một cuộc tấn công có thể xảy ra. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg đã ủng hộ việc ủy quyền cho Ukraine thực hiện các cuộc tấn công tầm xa, đồng thời tỏ ý nghi ngờ về các ranh giới đỏ mà Tổng thống Nga Vladimir Putin đặt ra. Còn theo hãng thông tấn TASS của Nga, Nhà Trắng chưa đưa ra bất cứ thông báo nào liên quan đến quyết định của Washington về việc cho phép Ukraine tấn công vào sâu bên trong lãnh thổ Nga bằng vũ khí do phương Tây cung cấp sau cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden và Thủ tướng Anh Keir Starmer hôm 13 tháng 9. Theo biên bản cuộc hội đàm do Nhà Trắng công bố, hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về tình hình ở Ukraine và bày tỏ quan ngại với cáo buộc Iran và Triều Tiên cung cấp vũ khí cho Nga, cũng như việc Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa hỗ trợ cơ sở công nghiệp quốc phòng của Nga. Trong diễn biến liên quan, Thủ tướng Đức Olaf Scholz mới đây đã tuyên bố ông sẽ không đồng ý để Ukraine sử dụng vũ khí của Đức tấn công sâu vào bên trong lãnh thổ Nga. Phát biểu tại cuộc họp ở thành phố Prenau, bang Brandenburg, Thủ tướng Đức Olaf Scholz khẳng định: "Tôi sẽ không cho phép Ukraine tấn công các mục tiêu sâu trong lãnh thổ Nga bằng vũ khí của Đức, ngay cả khi các quốc gia khác đồng ý." Ông cũng loại trừ khả năng cung cấp vũ khí tầm xa Taurus cho Ukraine trong tương lai do lo ngại chiến sự có thể gia tăng nghiêm trọng. Thủ tướng Đức Olaf Scholz nhấn mạnh, đó là lý do tại sao tôi sẽ giữ vững quan điểm của mình, ngay cả khi các quốc gia khác quyết định ngược lại. Theo ông, quan điểm này cũng áp dụng cho các loại vũ khí khác. Bình luận về các thông tin cho rằng Mỹ có thể dỡ bỏ các hạn chế hiện tại, ông Scholz cho biết rằng không phải tất cả các suy đoán đều đúng. Phát biểu tại một cuộc họp chung với Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen, ông Zelensky đã công bố ý định kết thúc xung đột vào năm 2024. Đồng thời, ông gọi công thức hòa bình của mình là cách duy nhất để giải quyết xung đột. Ông Zelensky nhấn mạnh trong cuộc họp báo chung với bà von der Leyen vào ngày 20 tháng 9, "Chúng ta phải củng cố Ukraine một cách tối đa để tổ chức một hội nghị hòa bình thứ hai trong năm nay. Hội nghị có thể kết thúc xung đột này. Hội nghị này nên dẫn đến giải pháp cuối cùng trong cuộc đối đầu với Nga." Ông cũng nói rõ hơn các chi tiết của kế hoạch chiến thắng mà ông gửi đến Tổng thống Mỹ Joe Biden. Ông Zelensky nói, "Các quyết định liên quan đến kế hoạch chủ yếu phụ thuộc vào ông Biden. Chúng cũng phụ thuộc vào các đồng minh khác, nhưng có những điểm cần sự ủng hộ và thiện chí từ phía Mỹ. Tôi thật sự hy vọng ông ấy sẽ ủng hộ kế hoạch này." Ông cho biết, việc thực hiện ý tưởng này sẽ cần các quyết định nhanh chóng từ các đối tác và tiết lộ khoảng thời gian, trong đó kế hoạch này nên được thực hiện. Ông nói, kế hoạch này dựa trên các quyết định cần được thông qua trong khoảng thời gian từ tháng 10 đến tháng 12. Sau đó, kế hoạch sẽ hoạt động. Chúng tôi nghĩ vậy. Trước đó, đại diện thường trực của Mỹ tại Liên Hợp Quốc, Linda Thomas-Greenfield, khi bình luận về kế hoạch giải quyết của ông Zelensky, đã nói rằng các đề xuất của ông có thể hiệu quả. Hãng tin Reuters đưa tin, ngày 20 tháng 9, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết các quan chức cao cấp của nước này đã nhất trí trong một cuộc thảo luận đầy xúc động rằng Kiev cần sản xuất vũ khí nhiều hơn và nhanh hơn. Theo ông Zelensky, sản xuất đạn dược là trọng tâm cuộc họp với các quan chức này, bao gồm Bộ trưởng Quốc phòng và Ngoại trưởng cùng các chỉ huy quân đội hàng đầu. Nhà lãnh đạo phát biểu qua video, "Chúng tôi đã thảo luận rất chi tiết, thậm chí đầy xúc động về vấn đề sản xuất thiết bị bay không người lái UAV và cung cấp loại vũ khí này cho tất cả các thành phần trong lực lượng quốc phòng và an ninh. Hôm nay, chúng tôi cũng đã thảo luận việc sản xuất tên lửa, hệ thống tác chiến điện tử và hợp tác với các đối tác. Điều quan trọng nhất không chỉ là có hợp đồng và tài trợ, mà còn là tốc độ sản xuất và nguồn cung trên thực tế." Trong khi đó, ngày 20 tháng 9, kênh truyền hình CNN cho biết Mỹ có kế hoạch chuyển cho Ukraine một gói viện trợ quân sự mới, nhưng việc giao lô hàng này
có thể bị trì hoãn. Thông báo chính thức về gói viện trợ quân sự mới sẽ được đưa ra vào tuần tới. Tuy nhiên, CNN lưu ý rằng việc giao hàng có thể bị trì hoãn do Nhà Trắng không có đủ thiết bị cần thiết. Trước đó cùng ngày 20 tháng 9, hai quan chức Mỹ tiết lộ Washington đang chuẩn bị một gói viện trợ quân sự trị giá 375 triệu đô la Mỹ cho Kiev, phá vỡ xu hướng kéo dài nhiều tháng qua là viện trợ các gói nhỏ hơn để phục vụ các hoạt động quân sự chống Moscow. Gói viện trợ mới này được thông báo vào thời điểm then chốt trong cuộc xung đột, khi Nga tấn công mạng lưới năng lượng của Ukraine trước khi mùa đông tới. Theo các quan chức giấu tên, gói viện trợ bao gồm tàu tuần tra, đạn dược bổ sung cho hệ thống tên lửa rocket cơ động cao HIMARS, đạn pháo 155mm và 105mm, phụ tùng thay thế cùng các loại vũ khí khác. Chủng loại vũ khí và quy mô gói viện trợ này có thể thay đổi trong những ngày tới, trước khi được Tổng thống Mỹ Joe Biden ký phê duyệt. Lãnh đạo Chechnya thân Nga, ông Ramzan Kadyrov tuyên bố đã gửi thêm hai chiếc Tesla Cybertruck đến khu vực chiến sự trong cuộc xung đột Ukraine. Ông Kadyrov viết trên Telegram hôm 20 tháng 9 và cũng công bố một đoạn video cho thấy hai chiếc xe điện. Đoạn video hôm 20 tháng 9 cho thấy có vẻ như hai chiếc Cybertruck có lắp súng máy trên thùng chở hàng và được những người mặc trang phục ngụy trang và quân trang điều khiển. Trong video, những chiếc xe này đang di chuyển dọc theo con đường đất xuyên qua khu vực nhiều cây cối rậm rạp cùng với hai chiếc xe địa hình. Sau đó, họ chiếm một vị trí trên ngọn đồi nhỏ và nổ súng vào máy bay không người lái. Ông Kadyrov viết trong một bài đăng kèm theo video: các thiết bị của phương Tây đang hoạt động rất xuất sắc trước máy bay chiến đấu NATO ở phía Tây Ukraine. Tính cơ động, tiện lợi, khả năng cơ động, những phẩm chất đó đang có nhu cầu cao. Người ta không thể yêu cầu một quảng cáo nào tốt hơn cho Cybertruck. Chúng tôi chắc chắn biết cách sử dụng chúng. Tesla Cybertruck là một chiếc xe điện được cách điệu hóa cao với bề ngoài siêu bền, mặc dù nó chưa bao giờ được thiết kế cho mục đích quân sự và có giá hơn 20.000 đô la Mỹ. Video của ông Kadyrov được đưa ra chỉ một ngày sau khi ông tuyên bố giám đốc điều hành Tesla Elon Musk đã vô hiệu hóa từ xa một chiếc Cybertruck ông đã trình diễn vào tháng 8. Ông Kadyrov viết trong một bài đăng hôm 19 tháng 9: những gì Elon Musk đã làm không phù hợp với ông ta. Bản thân Elon Musk không bình luận về việc này. Lãnh đạo Chechnya cũng tuyên bố rằng hai chiếc xe mới không bị ảnh hưởng bởi việc vô hiệu hóa từ xa mà ông cho là đã được thực hiện trên chiếc Cybertruck kia. Tháng trước, ông Kadyrov đã đăng một đoạn video quay cảnh ông lái chiếc Cybertruck quanh thành phố Grozny. Sau đó, ông nói rằng nó đã được gửi ra mặt trận trước khi bị rút lại do bị cho là đã bị Elon Musk vô hiệu hóa. Nhà lãnh đạo Chechnya còn gọi chiếc xe đặc biệt đó là một món quà từ giám đốc điều hành Tesla, khiến Elon Musk phủ nhận việc ông tặng bất cứ thứ gì cho một tướng Nga. Hồi tháng 8 vừa qua, ông Kadyrov đã tạo dáng ở vị trí xạ thủ trong một video có cảnh một khẩu súng máy trên giá đỡ được lắp đặt trên thùng chở hàng của xe. Trong một bài đăng trên Telegram, lãnh đạo Chechnya Kadyrov đã ca ngợi xe bán tại điện Cybertruck, nói rằng cá nhân ông hiểu lý do tại sao nó được mệnh danh là quái thú không gian. Trong đoạn video của mình, ông Kadyrov còn tuyên bố rằng chiếc xe Cybertruck sẽ sớm được đưa đến chiến trường Ukraine. Ông nói, tôi tin tưởng rằng con quái thú này sẽ mang lại lợi ích to lớn cho binh lính của chúng tôi. Đầu năm nay, nhà lãnh đạo này cho biết rằng hơn 43.000 chiến binh Chechnya đã phục vụ ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột bắt đầu. Nhà lãnh đạo Chechnya trước đây khá nổi tiếng với những màn trình diễn, thu hút sự quan tâm của cộng đồng quốc tế như chơi bóng đá với ngôi sao người Argentina Diego Maradona hay thuyết phục nữ diễn viên Hollywood Hilary Swank tham dự tiệc sinh nhật của ông. Trong bài đăng của mình ngày 20 tháng 9, ông Kadyrov không nói rõ về nguồn gốc của hai chiếc Cybertruck được hiển thị trong video. Trước đó, ông cũng cảm ơn tỷ phú Elon Musk về những sản phẩm khác giúp đỡ chúng tôi rất nhiều, trong đó có hệ thống Internet vệ tinh Starlink. Tuy nhiên, Starlink vốn được lực lượng Ukraine sử dụng rộng rãi trong suốt cuộc xung đột, được cho là không hoạt động ở Nga. Bản thân Elon Musk trước đó đã nói rằng những hạn chế về mặt địa lý như vậy khiến Kiev không thể sử dụng nó để tấn công sâu vào lãnh thổ Nga bằng máy bay không người lái. Cuộc đột kích của Ukraine vào tỉnh Kerch của Nga tới nay đã kéo dài một tháng rưỡi và nhận được nhiều ý kiến trái chiều trong nội bộ phương Tây. Chiến dịch đó cơ bản bị đánh giá là canh bạc rủi ro của Kiev. Tuy nhiên, vẫn có những dấu hiệu cho thấy Ukraine có thể thu được lợi ích không nhỏ từ đó. Hiện nay, khá khó để khẳng định một cách chắc nịch chiến dịch của Ukraine tại Kerch là một thắng lợi, một thất bại hay một sự kết hợp 50-50. Một số phân tích cho rằng chiến dịch Kerch dù mạo hiểm nhưng cũng giúp Kiev đẩy bớt quân Nga từ miền đông Ukraine về tỉnh Kerch và do vậy làm suy yếu cuộc tấn công của Nga ở Donbass trong một chừng mực nào đó. Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISVK có trụ sở tại Washington cho rằng
Ukraine đã buộc Bộ Chỉ huy quân đội Nga tái triển khai các đơn vị đang ở Ukraine về tỉnh Kerch, đồng thời đưa những đơn vị mới đang trong lãnh thổ Nga tới khu vực Kerch thay vì đưa ra tiền tuyến bên Ukraine. Hiện không rõ có bao nhiêu quân nhân Nga đáng lẽ phải triển khai gần thị trấn Bobrod, Chasovka và những nơi khác thì nay lại đang có mặt ở Kerch. Tuy nhiên, có bằng chứng cho thấy ít nhất một bộ phận quân nhân Nga đã được chuyển sang Kerch. Ví dụ, các yếu tố thuộc Lữ đoàn Súng trường Cơ giới Độc lập 15 của Nga vốn đang chiến đấu gần Bobrod đã được nhận diện ở Kerch. Nga đã cam kết tung lực lượng đáng kể để giành lại các thị trấn bị Ukraine chiếm ở tỉnh Kerch. Lực lượng này bao gồm các đơn vị hải quân đánh bộ và lính dù tinh nhuệ. Cho tới nay, những đơn vị này được cho là đang vấp phải sự kháng cự quyết liệt của các đơn vị đặc nhiệm cơ động cao thuộc quân đội Ukraine, thành phần chủ lực trong trận đà tiến quân của Nga và tổ chức phản kích. Quân đội Ukraine đã chốt sẵn ở Kerch, xây dựng công sự vững chắc, khiến cho nhiệm vụ của lực lượng Nga phản kích trở nên khó khăn. Tin tức truyền thông cho hay, tới nay, Ukraine vẫn đang chiếm trên 100 khu định cư và nắm giữ những vị trí xung yếu, trong khi lực lượng Nga đang phải nỗ lực điều phối chiến dịch phản kích. Hiện đang còn chậm do cự ly di chuyển lớn, lực lượng Nga mới tái chiếm được một số lãnh thổ khiêm tốn. Thủ thuật lấy ít địch nhiều. Đặc trưng nổi bật trong lối đánh của Ukraine ở Kerch là phục kích, tập kích chính xác, sử dụng các nhóm nhỏ theo lối tác chiến bất đối xứng, tập trung đánh phá cầu đường. Chiến thuật này cho phép Ukraine quấy rối các tuyến tiếp tế của Nga. Quân đội Ukraine cũng chớp cơ hội để làm suy yếu phòng tuyến của Nga thông qua các đòn đánh bằng UAV và tên lửa tầm xa. Việc các cây cầu bắc qua sông Sim bị Ukraine phá hủy đã gây khó khăn cho Nga trong tổ chức một tuyến phòng thủ có tính kết dính cao. Lực lượng đặc nhiệm Ukraine cũng được cho là đã phá hủy một trong số những kho đạn pháo và tên lửa lớn nhất của Nga vào ngày 17 tháng 9, gây ra một vụ nổ cực lớn, rung chuyển như động đất cấp độ 3. Sự kiện này không chỉ gây tổn thất đạn dược của Nga mà còn gây tác động mạnh lên tâm lý của binh sĩ Nga. Đặc nhiệm Ukraine đóng vai trò then chốt trong chiến dịch Kerch. Những đơn vị tinh nhuệ này được huấn luyện về tác chiến đặc biệt, đã tỏ ra thành thạo về kỹ năng tốc chiến, thu thập thông tin tình báo và gây bất ổn định cho phòng tuyến của Nga. Thành công của những đơn vị này trong phục kích các đoàn xe Nga, phá hủy các tuyến tiếp tế của đối phương và xóa sổ các kho dầu, kho đạn của Nga đã góp phần giúp Ukraine giữ chặt đáng kể lãnh thổ vừa chiếm được, bất chấp các nỗ lực của Nga nhằm tái chiếm các địa điểm trọng yếu. Tình báo Ukraine cũng nhận diện được những mục tiêu có giá trị cao của đối phương, giúp lực lượng Ukraine tấn công chính xác với hiệu suất cao. Chiến dịch Kerch có nhiều mục đích, trong đó có hai mục tiêu chính: trực tiếp làm suy giảm năng lực quân sự của Nga và tác động tâm lý lên cả quân và dân Nga. Khoảng 15.000 dân thường Nga đã di tản khỏi Kerch và Ukraine nhanh chóng lấp vào chỗ trống bằng việc thiết lập sự kiểm soát hành chính đối với một số thị trấn trong tỉnh, chứng minh ý đồ của Ukraine muốn hiện diện lâu dài tại Kerch. Sắp tới, Ukraine sẽ có những bước đi tiếp theo như thế nào để gây khó dễ cho Nga? Thứ nhất, họ có thể mở rộng chiến dịch tuyên truyền bằng cách phát sóng các chương trình có lợi cho họ trên phần lãnh thổ do Nga kiểm soát. Thứ hai, họ có thể thực hiện hoạt động binh vận, tác động vào binh sĩ Nga đang tham chiến. Thứ ba, họ có thể tiếp tục tập kích sâu vào lãnh thổ Nga, kết hợp với phòng thủ chặt, những khu vực họ mới chiếm được trên lãnh thổ Nga. Ukraine kiểm soát Kerch càng lâu, thì Nga càng phải đối mặt với rủi ro lớn về chính trị và quân sự. Ủy ban điều tra đã xác định được tình tiết vụ sát hại phóng viên Russell Bailey của Sputnik ở Donetsk và tất cả những người liên quan đến tội ác này, trong đó có 4 binh sĩ Nga. Ủy ban điều tra cho biết, Cục điều tra quân sự chính của Ủy ban điều tra Liên bang Nga đã hoàn tất cuộc điều tra vụ án hình sự chống lại các quân nhân của lực lượng vũ trang Liên bang Nga Vitaly Vansiatsky, Vladislav Aganzev, Vladimir Bajin và Andrei Idanov. Theo cơ quan điều tra, vào ngày 8 tháng 4, Vansiatsky, Aganzev và Andrei Igodanov đã tra tấn Bailey đến tử vong. Sau đó, Vansiatsky và Agasev đã dùng bom TNT làm nổ tung chiếc ô tô VAZ-2115 cùng thi thể của phóng viên. Ngày hôm sau, theo chỉ đạo của Vansiatsky, một quân nhân cùng đơn vị, Bajin, đã che giấu một tội ác đặc biệt nghiêm trọng, di chuyển hài cốt Bailey rời khỏi hiện trường vụ việc. Các tài liệu của vụ án hình sự sẽ được đệ trình để phê duyệt bản cáo trạng và chuyển đến tòa án. Russell Bonner Bailey sinh ra trong một gia đình giàu có người Mỹ vào năm 1960 và lớn lên tại một khu vực thượng lưu ở Dallas. Thế giới quan của ông bắt đầu được hình thành khi còn là một thiếu niên và biết được thông tin về cuộc chiến của Mỹ gây ra ở Việt Nam và hậu quả của cuộc chiến. Ông trở thành một người nhiệt tình chống chủ nghĩa đế quốc và chống phân biệt chủng tộc, coi hành động quân sự ở nước ngoài của Washington là vi phạm chủ quyền của các nước khác. Năm 2014, Russell Bailey đã đến Donbass và gia nhập tiểu đoàn Vostok. Bailey cho biết,
Ông ngưỡng mộ lòng dũng cảm và sự kiên cường của người dân trong khu vực khi họ dám bày tỏ sự đồng tình với việc thay đổi chế độ ở Ukraine. Bentley coi Donetsk là nhà của mình. Ông đã quyên góp tiền và cung cấp viện trợ nhân đạo cho người già, phụ nữ và trẻ em. Ông chiến đấu cùng với các tình nguyện viên ở Donbass. Russell Bentley chuyển sang chính thống giáo và nhận được tin là Boris khi làm lễ rửa tội. Năm 2016, anh kết hôn với một phụ nữ người Nga ở Donetsk, giáo viên tiếng Anh Lyusmina, người đã trở thành chỗ dựa và hỗ trợ thực sự cho anh. Năm 2021, Bentley nhận quốc tịch Nga. Năm 2023, anh bắt đầu cộng tác với cơ quan Sputnik với tư cách là phóng viên. Anh tin tưởng anh tham gia bảo vệ và sát cánh của người dân Donbass. Những người anh hùng thực sự, những người đã liều mạng để bảo vệ Donbass, nước Nga và tương lai của nhân loại. Trong một diễn biến liên quan tới chiến sự Nga-Ukraine, điều phối viên của lực lượng kháng chiến thân Nga Nikolaev, ông Sergei Lebedev đã nói với RIA Novosti rằng Nga đã tung đòn tấn công nhằm vào vị trí của quân đội Ukraine ở Kharkov, bao gồm các chiến binh của lữ đoàn Azov và lính đánh thuê nước ngoài. Nguồn tin cho biết, ngày 19 tháng 9, vào sáng sớm, thành phố Kharkov đã hứng chịu những cuộc tấn công kinh hoàng vào các mục tiêu quân sự tại một trường học nơi các nhân viên quân sự đóng quân, bao gồm cả các chiến binh của lữ đoàn Azov. Ngoài ra, theo ông Lebedev, kho hàng ở Kharkov cũng đã bị trúng đạn. Ở đó, một đoàn tàu quân sự chở nhiên liệu và chất bôi trơn cùng các thiết bị hạng nặng đang được chất hàng, được cho là sẽ đưa lực lượng tiếp viện của lực lượng vũ trang Ukraine tới hướng Izium. Theo điều phối viên ngầm, sau cuộc tấn công, việc kiểm tra tài liệu và số điện thoại đã được bắt đầu ở các khu vực lân cận gần nhất. Thị trưởng thành phố, ông Igor Terekhov, đã thông báo về vụ nổ ở Kharkov vào sáng sớm thứ Năm. Theo ông, đó là cuộc tấn công sử dụng 3 quả bom trên không có thể điều chỉnh. Kể từ tháng 10 năm 2022, quân đội Nga đã tấn công các cơ sở năng lượng, công nghiệp quốc phòng, chỉ huy quân sự và liên lạc trên khắp Ukraine. Người phát ngôn Điện Kremlin Peskov nhấn mạnh, quân đội Nga không tấn công các tòa nhà dân cư hay cơ sở hạ tầng xã hội. Nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin của báo Vietnamnet. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!